Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu. Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác. Có gia chủ kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào dậu. Trong vườn, ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy xin hỏi, ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì với bọn tá điền kia? Họ đáp: ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lời cho ông. Đức Giêsu bảo họ: các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên tảng đá góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Bởi đó, tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy xin hoa lời. Tin mừng Chủ nhật hôm nay kể về dụ ngôn những tá điền sát nhân. Dụ ngôn là sự kiện lấy từ những sinh hoạt thường ngày trong cuộc sống, đôi khi là câu chuyện để đi đến kết thúc là bài học dạy người khác. Như vậy, hình ảnh vườn nho trong dụ ngôn những tá điền sát nhân rất gần gũi với sinh hoạt của người Do Thái. Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh quen thuộc này để dạy bài học mang chiều kích thiêng liêng. Lịch sử của người Do Thái rất khác với lịch sử của dân tộc khác trên thế giới, bởi vì lịch sử của dân tộc Do Thái được bắt nguồn từ Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ. Vì muốn cứu dân ra khỏi kiếp nô lệ Ai Cập, Thiên Chúa đã ra tay giải phóng dân khỏi ách thống trị, đưa dân trở về miền đất mà Chúa đã hứa ban cho tổ phụ của họ là Abraham. Hơn nữa, sau khi giải thoát dân, Thiên Chúa còn ký kết giao ước với người Do Thái là chính Ngài đã nhận họ là dân riêng. Cũng như với tình yêu thương thì Thiên Chúa không ngừng bảo vệ và chăm sóc đoàn dân mà Ngài sở hữu. Dấu hiệu Thiên Chúa luôn đồng hành với dân của Ngài là Thiên Chúa không ngừng ban cho họ các tiên tri để dạy dỗ và hướng dẫn họ sống theo đường lối của Thiên Chúa. Phải nói Thiên Chúa càng trung thành với giao ước của Ngài ký kết với dân bao nhiêu, thì dân của Chúa lại càng bất tín bấy nhiêu. Thiên Chúa càng yêu thương dân của Ngài bao nhiêu, thì dân riêng của Chúa lại phản bội Ngài bấy nhiêu. Bởi vì phần nhiều trong dân của Chúa không muốn nhận chủ quyền tối cao của Chúa trên cuộc sống, nên họ đã cố tình sát hại các tiên tri được Chúa sai đến, cũng như ngay cả con một của Thiên Chúa mà người Do Thái cũng không dung tha. Chúa Giêsu rất đau lòng về thái độ cứng lòng tin của nhiều người trong dân tộc mình. Thái độ thất vọng của Chúa Giêsu được biểu lộ rất rõ trong dụ ngôn. Qua đó, Chúa Giêsu đưa hình ảnh gia chủ trong dụ ngôn chính là Thiên Chúa. Vườn nho là dân Israel, dân được ký kết giao ước thánh với Thiên Chúa, dân được Thiên Chúa bảo vệ chăm sóc, được ví như dậu, như bồn đạp nho
như tháp canh. Tá điền sát nhân là những người Do Thái thất tín, là những người nắm quyền trong tôn giáo đã đưa dân vào con đường bội nghĩa. Các đầy tớ của gia chủ là các tiên tri đã bị đối xử tàn tệ. Còn người con duy nhất của gia chủ chính là Chúa Giê-xu, đấng bị đóng đinh trên thập giá ngoài thành Jerusalem. Người Do Thái tưởng giết được Chúa Giê-xu là họ sẽ được nắm trọn quyền trên dân tộc. Nhưng đây là hành động sai lầm, bởi vì kết cuộc thì họ cũng phải hứng chịu hậu quả. Biến cố Jerusalem bị tàn phá năm 70 sau khi Chúa Giê-xu về trời, và sau đó người Do Thái phải đi lang thang khắp mọi nước. Có nhiều người cho rằng lời của Chúa Giê-xu đã ứng nghiệm: còn nước của Thiên Chúa sẽ được ban cho một dân tộc khác, biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Dân mới này chính là Hội Thánh, là gia đình phổ quát được Chúa Giê-xu thiết lập và quy tụ từ mọi dân tộc trên thế giới. Dụ ngôn những tá điền sát nhân trong Tin Mừng không những Chúa Giê-xu dạy cho người Do Thái, nhưng Chúa Giê-xu còn dạy cho chính chúng ta. Mỗi người chúng ta là cây nho được Chúa trồng trong Hội Thánh và đất nước. Bên cạnh đó, Chúa cũng đặt những người thay thế Chúa, và Chúa trao cho họ trách nhiệm để phục vụ chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy luôn yêu mến và không ngừng cầu nguyện cho các chủ chăn của mình, luôn chu toàn bổn phận chăm sóc đoàn chiên của Chúa bằng đời sống hy sinh, bằng thái độ dấn thân không biết mệt mỏi, bằng sự khao khát không ngừng chăm lo sự sống cho đoàn chiên, nhất là những con chiên đau yếu, những con chiên bị thế gian loại bỏ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các ngài có con tim yêu mến Chúa như Chúa Giê-xu đã yêu mến Chúa Cha. Bởi chỉ khi nào có yêu mến Chúa thì người mục tử mới có khả năng sống giống như Chúa Giê-xu. Cách riêng, chúng ta hãy biết quan tâm và cầu nguyện cho những người có trách nhiệm trong xã hội. Xin Chúa biến đổi họ để những người này luôn đặt lợi ích của sự sống con người lên trên hàng đầu, cũng như đặt lợi ích của quốc gia lên tầm quan trọng. Xin Chúa ban cho họ hoàn thành xuất sắc bổn phận mà Chúa đã tín nhiệm trao phó, cũng như đáp lại lòng mong đợi của người dân. Xin Chúa biến đổi lòng họ để những người này thực sự trở nên những đầy tớ phục vụ giữa lòng dân tộc như lòng Chúa hằng mong ước. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu cùng Chúa chúc lành cho vườn nho của Chúa. Amen. Chúa là lẽ sống,
Chúa hết tâm yêu thương anh em, là sống chứng nhân cho tin mừng Ngài. Con cảm tạ Chúa vì thương đến thân con mong hẹn. Yêu Chúa biết con đâu là gì, là các bụi được Chúa thương gọi lên. Con nguyện từ đây dịp khung hát tri ân cảm tạ, bằng đời sống dâng thân phục vụ, để đáp đền ơn Chúa mỗi huyền sinh. Ôi tình yêu Chúa đã thân hiến con, sai con ra đi giao truyền chân lý. Chúng ta phục ông sống giữa thế nhân, là chính môi men cho đời tươi thắm. Trong đời con xin nhân Chúa vui, mãi mãi khắc ghi Chúa là lẽ sống. Mến Chúa hết tâm yêu thương anh em, là trong chứng nhân cho tin mừng Ngài. Tìm nẻo về hạnh phúc nơi thẳm sâu, con xin tìm đến và loan báo tin mừng của Ngài. Nguồn hạnh phúc cho ai tìm gần, Ngài chính là Thiên Chúa của tình yêu. Ôi tình yêu Chúa đã thân hiến con, sai con ra đi giao truyền chân lý. Chúng ta phục ông sống giữa thế nhân, là chính môi men cho đời tươi thắm. Ôi trong đời con xin dâng Chúa thôi, mãi mãi khắc ghi Chúa là lẽ sống. Mến Chúa hết tâm yêu thương anh em, là sống chứng nhân cho tin mừng Ngài. Ôi tình yêu Chúa đã thân hiến con, sai con ra đi giao truyền chân lý. Chúng ta phục ông sống giữa thế nhân, là chứng môi men cho đời tươi thắm. Xin dâng Chúa thôi, mãi mãi khắc ghi Chúa là lẽ sống. Mến Chúa hết tâm yêu thương anh em, là sống chứng nhân cho tin mừng Ngài. Mến Chúa hết tâm yêu thương anh em, là sống chứng nhân cho tin mừng Ngài.